khán giả, chắc là quý vị cũng đồng tình với Minh Nhật rằng là trong mỗi gia đình thì trẻ em luôn được quan tâm hàng đầu, được chăm chút kỹ lưỡng từ chuyện học hành cho đến miếng ăn giấc ngủ. Và nếu để ý kỹ thì quý vị cũng sẽ thấy là trong thời gian gần đây, các ngôi nhà mới xây của các gia đình Việt Nam thì không gian dành cho trẻ luôn được quan tâm đúng mực. Phòng ngủ của trẻ em là một hạng mục quen thuộc trong các ngôi nhà ở, đặc biệt là với các gia đình trẻ. Sự phát triển của đời sống kinh tế cũng như những quan niệm giáo dục mới của quá trình hội nhập đã làm thay đổi nhận thức của nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Việc tạo lập cho con một không gian riêng, tập cho con tính tự lập ngay từ nhỏ trở thành một mục tiêu được nhiều người lựa chọn. Vậy với trẻ em, một không gian sống như thế nào sẽ đáp ứng được quá trình phát triển của trẻ, vừa an toàn và đảm bảo cho trẻ phát triển một cách lành mạnh, khơi gợi khả năng sáng tạo và đảm bảo an toàn? Đây là một vấn đề đã được nghiên cứu và đúc kết nhưng vẫn liên tục thay đổi. Quý vị khán giả thân mến, đoạn video clip vừa rồi cũng đã đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế không gian cho trẻ. Và xin giới thiệu cùng quý vị với các bạn, đây là nhà thiết kế Phùng Bá Đông, giảng viên trường học công nghệ Sài Gòn. Người sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những thông tin trong chủ đề này. Trước tiên thì Minh Nhật muốn hỏi quan điểm của anh về một cái không gian dành cho trẻ thơ. Đối với trẻ em thì giả sử như một căn phòng ngủ, thì trẻ em không phải chỉ vào đó là đơn giản chỉ để ngủ, mà còn có một số các hoạt động khác, ví dụ như là vui chơi, tô màu hay là đọc sách, thì có thể coi đó giống như là một cái không gian đa năng cho trẻ. Vì vậy mà cái việc thiết kế cái không gian đó, thì việc đầu tiên phụ huynh chúng ta không phải là tạo ra một không gian theo ý của mình, sau đó đặt trẻ con vào trong đó. Phụ huynh cần có một cái sự quan sát, cần có một cái sự để ý để chúng ta hiểu được trẻ em muốn gì, chúng ta hiểu được cái tâm sinh lý của trẻ, từ đó mình có thể đề ra một cái định hướng thiết kế như thế nào đó phù hợp cho trẻ. Như vậy thì khi thiết kế một không gian dành cho trẻ thơ, chúng ta cần chú ý đến những điều gì ạ? Đối với không gian trẻ em thì phụ huynh chúng ta cần lưu ý một số cái điểm sau. Thứ nhất là về cái tính an toàn. Thì đối với người lớn chúng ta cũng cần cái tính an toàn, thì ở trẻ em chúng ta cần có một cái mức độ cao hơn. Thì cái tính an toàn nó thể hiện trong một số nguyên tắc sau. Thứ nhất là về thiết kế không gian cho trẻ. Thì trẻ em rất là hiếu động, cho nên cần có một cái không gian đủ rộng, đủ cao để thỏa mãn được cái hoạt động của trẻ em. Cái thứ hai nữa là về ánh sáng, thì việc sử dụng ánh sáng hợp lý và đủ ánh sáng thì sẽ đảm bảo được cái thị lực tốt cho trẻ em sau này. Thứ ba là mình lựa chọn các cái trang thiết bị nội thất, thì về kích thước và các cái cấu tạo thiết kế làm sao đó đảm bảo tối đa tính an toàn cho trẻ, thể hiện ở cái việc mà người ta sử dụng những cái góc bo tròn, hoặc là sử dụng những cái vật liệu nhẹ, những cái vật liệu không chứa những cái hóa chất độc hại để đảm bảo tốt nhất trong quá trình trẻ em sử dụng. Và một cái yếu tố cuối cùng không kém phần quan trọng, đó là không nên tạo ra một không gian độc lập hoàn toàn, mà cần có những cái khoảng hở, cần có những cái khoảng để phụ huynh chúng ta có thể quan sát trẻ và có những cái hướng xử lý kịp thời khi mà có những cái điều gì bất trắc xảy ra. Mình nhận thấy là khi thiết kế không gian dành cho các trẻ nhỏ thì các bậc phụ huynh thường ấn định là các bé trai phải là màu xanh, còn bé gái thì là màu hồng. Như vậy thì có quá áp đặt hay không? Và theo anh thì chúng ta nên có những giải pháp nào cho việc lựa chọn màu sắc này? Nếu một lúc nào đó phụ huynh chúng ta cho trẻ em thử có một cái quyền lựa chọn, chẳng hạn như chúng ta dắt trẻ em tới cửa hàng và cho các em có quyền lựa chọn mình nên chọn màu gì, thì đôi khi chúng ta sẽ nhận ra là cái lựa chọn của trẻ em sẽ không có trùng với lựa chọn của người lớn chúng ta. Vậy thì nếu chúng ta có điều kiện cho trẻ tham gia vào quá trình lựa chọn trang thiết bị, lựa chọn màu sắc, thì trẻ em được sống trong cái môi trường mà các em tham gia thiết kế như thế, thì nó là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Còn nếu chúng ta phải tự quyết định thì có một số cái nguyên tắc gợi ý. Nếu mà em có tính hướng ngoại thì cái cặp thường người ta sẽ sử dụng cái gam màu cam và màu xanh dương, thì nó sẽ tạo ra một cái sự gợi mở, tạo ra một cái tâm lý rất là thoải mái cho trẻ. Ngược lại, đối với những trẻ em có cái tâm lý hướng nội thì cái gam màu vàng và màu tím hoặc là màu hồng thì thường hay được sử dụng. Nó tạo ra được cái sự mềm mại và một cái sự sâu lắng cho trẻ. Và đặc biệt có một cái gam màu rất là mạnh, đó là màu đỏ và màu xanh lá cây, thì đặc biệt phù hợp với những trẻ em mà có cái sự hiếu động. Đối với những trẻ em mà hiếu động thì thường cái trí thông minh rất cao. Vậy thì cái việc của phụ huynh chúng ta là cân nhắc không nên sử dụng những cái màu tối, những cái màu ảm đạm cho trẻ em, mà nên hướng trong một không gian làm sao đó có đủ cái độ sáng, có đủ cái độ tươi mát. Thứ nhất là trẻ em cảm thấy vui, thứ hai là cảm thấy thoải mái trong cái không gian đó. Thưa quý vị, hiện tại thì thị trường đồ trang trí nội thất cho trẻ em rất phong phú và đa dạng. Hôm nay thì nhân tiện chúng ta đang có mặt tại một cửa hàng như thế, Minh Nhật xin mời quý vị sẽ cùng tham quan một vòng nhé.
nhiều cách để tạo nên một không gian trẻ em. Lý tưởng nhất là đóng mới theo kích cỡ và thiết kế của các nhà chuyên môn dành riêng cho bé yêu của bạn. Nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn lựa chọn cách đi mua đồ đóng sẵn có bán ngoài thị trường. Quả thực, thị trường hiện nay cũng rất phong phú và đa dạng. Có những nhà cung cấp uy tín đảm bảo để bạn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Cái không gian này cho bé khoảng trên 6 tuổi là cái không gian này nó có cái độ trầm, nó hơi hướng nội đối với trẻ nam một xíu. Nhưng mà ở đây phụ huynh rất là khôn khéo trong cái việc mà kết hợp lựa chọn những cái sản phẩm, ví dụ như là về cái ráp giường, các cái gối và những cái mảng giấy dán tường, tạo ra một cái không gian khác biệt. Đó là cái thủ pháp rất là hay để của phụ huynh. Và đặc biệt một số cái sản phẩm nội thất về sau này các nhà thiết kế rất là quan tâm việc là mình lựa chọn những cái màu sơn và cái kỹ thuật sơn làm sao đó để đảm bảo là sử dụng các loại sơn không chì, những loại sơn không có cái chất hóa học độc hại, để khi mà trẻ vô tình mà đụng phải hay là vô tình cắn phải như thế nào đó thì nó cũng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Rất là nhiều màu sắc. Mỹ Nhật thấy là dù mình mới đi một vòng thôi mà đã có rất là nhiều sản phẩm dành cho các trẻ nhỏ rồi. Như vậy thì các bậc phụ huynh trẻ sẽ dễ dàng hơn trong cái việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp với con của mình. Đúng rồi. Ở đây thì Mỹ Nhật có thể nhận thấy được là những cái sản phẩm có cái độ linh hoạt rất là cao. Cái sự linh hoạt của nó như thế nào anh Đông? Cái tính linh hoạt trong cái việc mà thiết kế trẻ em thì thể hiện qua cái việc mà lựa chọn các cái trang thiết bị nội thất. Thì ở đây các cái nhà thiết kế rất là quan tâm đến cái việc là tạo ra những cái sản phẩm để nó phù hợp với những cái lứa tuổi, những cái quá trình phát triển của trẻ. Ví dụ khi mà trẻ còn bé thì chúng ta sẽ để những cái giường đơn để bé có thể leo trèo, có thể là lựa chọn mình có những cái không gian riêng. Và khi mà trẻ lớn hơn một xíu nữa thì mình có thể là tháo lắp những cái giường thành những cái không gian rời cho trẻ, có là mỗi em sẽ có một cái không gian riêng, nó sẽ phù hợp hơn với là cái sự phát triển từng giai đoạn của trẻ. Đối với cái không gian này thì cái nhà thiết kế và nhà sản xuất rất là khôn khéo trong cái việc mà mình sử dụng những cái hình ảnh tượng trưng. Tại vì ở đây người ta không sử dụng một cái hình ảnh cụ thể nào hết, mà chẳng hạn như các bạn thấy ha, có một những cái hình tròn đơn giản như thế này thì khi mà trẻ em nhìn vào đó thì có thể là tưởng tượng ra được nhiều cái hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn như mình có thể nghĩ là cái mông mặt trời, có thể là nghĩ ra một cái quả bóng, vân vân. Thì vô tình những cái đó nó sẽ kích thích cái tính tưởng tượng của trẻ và nó sẽ mang cái tính giáo dục rất cao. Mỹ Nhật xin cảm ơn chia sẻ của anh Đông trong chương trình ngày hôm nay, rất là thú vị và cần thiết cho tất cả mọi người. Quý vị khán giả thân mến, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Mỹ Nhật thấy rằng là việc tự tạo ra một không gian cho trẻ không hề đơn giản tí nào cả. Nhưng chắc chắn là quý vị đã có thêm thật nhiều thông tin cần thiết sau khi theo dõi chương trình này. Cảm ơn tất cả quý vị.